Thưa quý vị, khuyến nghị đeo khẩu trang y tế khi đến nơi công cộng, chỗ đông người không chỉ đối với người dân mà đang trở thành quy định của những cán bộ công viên chức làm nhiệm vụ giao dịch tiếp dân trong các cơ quan nhà nước nhằm bảo vệ sức khỏe cho bản thân cộng đồng, cũng là góp phần phòng tránh lây nhiễm đại dịch nguy hiểm này. Ghi nhận của các phóng viên thời sự tại các bộ phận tiếp nhận và ra kết quả tập trung từ cấp tỉnh đến một số địa phương. Tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tập trung cấp tỉnh, lượng người dân và doanh nghiệp đến giao dịch khá đông. Công chức bộ phận một cửa vẫn khẩn trương giải quyết hồ sơ. Chỉ có một thay đổi, đó là hầu hết mọi người, từ đội ngũ tiếp dân đến người dân trong quá trình giao dịch đều đeo khẩu trang. Thì trước hết là mình phải đeo khẩu trang, rồi mình bảo vệ cho bản thân mình, rồi những người xung quanh những cộng đồng mình nữa. Và mình không nên khạc nhỏ những cái chỗ đông người hay là rửa tay rửa chân bằng xà bông, nói chung là vệ sinh sạch sẽ. Trước công tác phòng chống dịch thì lãnh đạo rất quan tâm và đã có những biện pháp và có những văn bản cụ thể để chỉ đạo anh em tiếp nhận hồ sơ. Và các biện pháp thì chúng tôi cũng thực hiện rửa tay và đeo khẩu trang trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Công chức bộ phận một cửa chúng tôi thì cũng thực hiện theo cái chỉ đạo của tỉnh ủy, của ủy ban nhân dân tỉnh cũng như là chỉ đạo của cơ quan, thì chúng tôi cũng thực hiện là theo đúng cái khuyến cáo của Bộ Y tế, đó là cái việc đeo khẩu trang để phòng chống cái việc lây nhiễm cũng như là vệ sinh sát trùng tay chân, vệ sinh cơ quan bộ phận cái chỗ làm việc trực tiếp của mình bằng cách là xịt thuốc sát trùng. Tuân thủ mọi biện pháp phòng tránh lây lan dịch bệnh corona bằng việc đeo khẩu trang khi giao dịch với người dân và doanh nghiệp được công chức viên chức bộ phận một cửa tập trung cấp tỉnh triển khai từ ngày 30 tháng 1, ngày làm việc đầu tiên sau kỳ nghỉ Tết. Theo thống kê của bộ phận một cửa cấp tỉnh, từ sau Tết Canh Tý đến nay, lượng người dân và doanh nghiệp đến giao dịch không giảm mà còn tăng so với thời điểm trước Tết. Trung bình mỗi ngày, bộ phận một cửa tiếp nhận hơn 270 hồ sơ. Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp, lãnh đạo bộ phận một cửa đã yêu cầu công chức viên chức tuân thủ các biện pháp y tế bảo vệ sức khỏe bản thân, phòng tránh lây nhiễm như đeo khẩu trang khi giao dịch với người dân, doanh nghiệp, vệ sinh nơi làm việc 3 lần một ngày bằng dung dịch sát khuẩn. Trước cái chỉ đạo của tỉnh ủy, ban dân tỉnh và trước cái diễn biến rất phức tạp của cái dịch bệnh corona thì tại bộ phận một cửa chúng tôi cũng đã quán triệt đến toàn thể các bộ công chức phải thực hiện nghiêm túc các cái chỉ đạo của trung ương, của tỉnh cũng như là thực hiện theo các cái khuyến cáo của Bộ Y tế để đảm bảo cái sức khỏe cho cán bộ công chức cũng như là những người dân có liên hệ giao dịch tại bộ phận một cửa. Tăng cường phòng tránh dịch bệnh corona, sắp tới bộ phận một cửa tập trung cấp tỉnh sẽ chủ động cung cấp khẩu trang y tế cho người dân và doanh nghiệp khi đến giao dịch.